Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã lên tiếng về việc đoàn xe biển xanh dừng trên cầu Nhật Lệ. Ông đã gửi lời xin lỗi đến người dân của tỉnh Quảng Bình. Sáng 30 tháng 9, trong buổi chủ trì hội nghị tập huấn và phổ biến luật kiến trúc, Nghị định 85CP, Thông tư 03BXD được tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào sáng 30 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã lên tiếng về sự việc đoàn xe biển số xanh dừng trên cầu Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu giữa hội nghị cho biết ông đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, sau đó đi khảo sát lấy tư liệu và có một số việc liên quan đến dọc hai bên bờ sông Nhật Lệ. Ông Toàn xin thay mặt cho đoàn gửi lời xin lỗi đến bà con nhân dân tỉnh Quảng Bình tại thời điểm đoàn xe đi qua lúc hơn 10 giờ sáng ngày 29 tháng 9. Ngày 30 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng cho biết đoàn xe dừng ở giữa cầu Nhật Lệ 1, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để chụp ảnh là đoàn công tác của Bộ Xây dựng. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, việc đoàn xe dừng xe giữa cầu chụp hình là để lấy hình ảnh quy hoạch hai bên bờ sông Nhật Lệ chứ không phải để chụp ảnh cá nhân, tự sướng hay gì cả. Như đã phản ánh, khoảng 10 giờ 20 ngày 29 tháng 9, nhiều người dân di chuyển qua cầu Nhật Lệ 1, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình rất bức xúc khi chứng kiến 4 chiếc ô tô biển xanh ngang nhiên dừng đỗ ngay trên cầu để một số người trong xe xuống chụp hình. Một số người đã ghi lại hình ảnh 4 chiếc xe biển xanh này, gồm chiếc xe 29A06131 biển Hà Nội, 73A00137 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, 73B1969 và 73A00170 của Sở Xây dựng Quảng Bình. Ngoài 3 xe biển xanh của một số cơ quan đơn vị đang đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, xe biển xanh 29A06131 chở Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn. Người dân chứng kiến thuật lại rằng, thời điểm này, vì là giờ trưa nên phương tiện qua lại trên cầu Nhật Lệ 1 rất đông. Cầu Nhật Lệ 1 dài 635m, rộng 12m, lòng cầu vốn nhỏ hẹp, nên việc 4 chiếc xe biển xanh ngang nhiên dừng đỗ, cản trở nhiều phương tiện qua lại. Thủy điện Quảng Bình bắt đầu mở cửa xả lũ từ 8 giờ ngày 30 tháng 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo là lũ trên sông Hồng đang bắt đầu lên nhanh. Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, theo lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Hồ Thủy điện Hòa Bình chính thức mở một cửa xả đáy từ 8 giờ sáng 30 tháng 9 với lưu lượng xả 1.700 m khối trên giây. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm Hồ Thủy điện Hòa Bình phải mở cửa xả lũ do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua khiến lưu lượng nước đổ về lòng hồ tăng nhanh. Trước đó, Hồ Hòa Bình từng mở cửa xả lũ trong tháng 8 năm 2018. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ sông Hồng đang lên và dự báo sẽ tiếp tục lên nhanh khi Hồ Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại Sơn Tây và Hà Nội sẽ lên nhanh từ tối 30 tháng 9 đến 7 giờ sáng mùng 1 tháng 10. Mực nước tại Sơn Tây có khả năng lên mức 5,9 m, dưới báo động 1 là 6,5 m. Tại Hà Nội có khả năng lên mức 3,7 m, dưới báo động 1 là 5,8 m. Đến 7 giờ ngày mùng 2 tháng 10, mực nước tại Sơn Tây có khả năng lên mức 6,2 m, dưới báo động 1 là 6,2 m. Tại Hà Nội có khả năng lên mức 4,2 m, dưới báo động 1 là 5,3 m. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp. Tùy theo tình hình thực tế, có thể tiếp tục phải mở thêm cửa xả đáy các hồ Sơn La, Hòa Bình và Thác Bà. Cũng trong ngày 29 tháng 9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có thông báo đến các tỉnh, thành phố, vùng hạ du sông Hồng trước khi Hồ Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ. Theo đó, các địa phương rà soát các hoạt động ven sông, vận tải đường thủy, nuôi trồng thủy sản, yêu cầu chủ các phương tiện, cơ sở sản xuất có biện pháp đảm bảo an toàn trong thời gian Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý khác của chúng tôi. Công an huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container xảy ra vào sáng nay trên đường tỉnh 741 đoạn qua địa bàn xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ghi nhận ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng nay, tài xế Hà Văn Sĩ, 39 tuổi, quê ở Yên Bái, cầm lái container mang kéo theo rơ móc chạy trên đường tỉnh 741 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước. Khi xe vừa đi qua trạm thu phí BOT Thuận Phú thuộc ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú thì khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội ở phần đầu của cabin. Ngay lập tức, tài xế Sĩ đã tông cửa nhảy ra bên ngoài nên không bị thương. Cơn bão số 5 vừa qua đã làm cho tình trạng sạt lở bờ biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng gia tăng, nhất là ở các địa điểm xung yếu, trong khi phương án hạn chế khắc phục tình trạng này vẫn còn gặp nhiều sự khó khăn.
bờ biển thuộc An Dương 1, xã Thuận Phú, huyện Phú Vang là điểm sạt lở lớn nhất ở vùng biển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Sóng biển xâm thực sâu vào đất liền, đe dọa đến các khu dân cư gần bờ biển. Ngoài ra, dọc theo chiều dài hơn 10 km thuộc xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, sóng biển cũng đã xâm thực mạnh vào đất liền hơn 10 m, nguy cơ mở ra cửa biển mới rất cao. Nếu bão lũ tiếp tục xảy ra, để khắc phục tình trạng trên, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện dự án đê kè chống sạt lở với tổng chiều dài hơn 6 km. Phương án di dời đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng sạt lở cũng đang được tỉnh tích cực triển khai. Bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết có thêm một bệnh nhân nam 64 tuổi nhập viện với các triệu chứng điển hình của ngộ độc botulinum sau khi ăn vitamin C. Sau một tuần dùng thuốc kháng độc tố, sức khỏe của bệnh nhân này đã có sự tiến triển tích cực. Hiện bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản và chuyển lên khoa nội thần kinh tổng quát. Trước đó, 6 liều thuốc kháng độc tố đã được tổ chức WHO tài trợ vận chuyển vào phía Nam để các bệnh viện sử dụng cho các bệnh nhân. Sau khi dùng thuốc thì sức khỏe của các bệnh nhân đã được cải thiện một cách đáng kể. Trong đó thì có một bệnh nhân 54 tuổi ở Vũng Tàu đã có thể mở một mắt, ngồi dậy tập vật lý trị liệu. Các bệnh nhân còn lại vẫn đang được điều trị tích cực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của VTC Now. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Quang Huy. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một sản phẩm mới. Sự kết hợp giữa một đài truyền hình và một hãng công nghệ mới. Một sản phẩm đánh thức các giác quan. Một sự khởi đầu mới mẻ nhưng không kém phần gần gũi. Đồng hành cùng tôi chờ đón một sản phẩm đặc biệt sắp được ra mắt.